Ok, hello anh em. Trưa hôm nay giới thiệu với anh em con Gfinity Fusion này ha. Game này thì gỗ thằng đệ nó mới mua trên cái acc nó. Nên tôi mở qua chơi thử luôn. Tranh thủ chơi xong rồi trả nó. Đây. Con này cũng trên acc nó luôn. Nhưng mà không biết nó gì phanh chưa mà bây giờ không được. Chắc nó đang chơi gì đó. Nên trưa hôm nay chơi con này ha. Đây là con game cũng mới mua nè. Khá triển vọng. Thì sẵn tiện giới thiệu hai con game luôn. Để bật. Tí nữa vô game mà bằng ghi xin chứ không hồi màn nó nháy lắm, cái lỗi nguồn thử con AMD đó. Đây. Con đầu tiên là con Gfinity Fusion, phát âm gì không biết đúng không á, Gfinity Fusion Trinity Fusion. đó. Nếu là mình đi nhiệm vụ mình hợp nhất mấy khối ngọc vậy đó. Đây là cái trang Steam mới ra mắt nè, đây nó mới ra mắt vào ngày hôm nay luôn, tính theo giờ Việt Nam thì 15 bên mình là 14 bên đó. Tại vì thứ bảy chủ nhật không có được review game đâu nên tính ghi ngày 14 thôi. Game thì vẫn giai đoạn early access, giá game thì cũng khá là đắt, 300k là. Nhưng mà thằng để nó thích chơi game 2D lắm nên nó mấy con game 2D nó múc. Còn tôi thì không thể giỏi với mấy cái thể loại này cho lắm. Nên chút nữa vô game có thể ăn hành một cách rất là cơ bản nha. Thêm cái action Google Live nữa thì hơi khá khó đó. Mình chơi Da Pia nè. Giờ xem trailer ha. Anh em nhìn đánh đã lướt gì thôi, chút vô game là tôi không có lướt được gì đâu. It's all falling apart. Multiverse is collapsing under its own weight. Chủ yếu là mượn con game của nó để chơi thử cho biết. Each world falls more out of balance the further they diverge from ours. What can we do about it? Chủ yếu mình đi vừa xây dựng cái này nó đào vũ trụ back together. Ba thực thể hợp nhất luôn. Đây là một con game 2D nhưng mà xây dựng trên cái bối cảnh 3D luôn nha. Anh em sẽ thấy chiều sâu của hình ảnh với cái nhân vật luôn, kể cả cảnh nền những gì luôn. Cái phong cách thiết kế cảnh nền này anh em chơi Holokanai chắc biết đó. Nó dựng rất là nhiều lớp cảnh nền nhưng cảm giác 3D hơn không biết. Rồi. Gái anime tất nhiên là phải có bạch tuộc rồi. Tên tắc lè đó. Em này giống Medusa đó. Đây là một phút chơi lâu của em. Về đồ họa thì xứng đáng là ăn điểm rồi đó. Hiệu ứng hình ảnh rất là lá lướt luôn. Đây thì chắc thanh máu, thanh năng lượng chưa biết làm gì. Chứ không thể là di chuyển hoặc kêu hoặc tính năng đặc biệt thôi. Đây chắc mini map rồi. Mấy game khó như vậy thì tôi khó vượt qua được. Bật ghi xin. Đây, giờ vô game ha. Cũng chưa mở thử lần nào không biết mở lên có lỗi gì không. Game để dạng cửa sổ khung hình hơi lệch chút. Dần cũng đây luôn rồi. Để vào kéo kéo đây. Chào mừng đến với phiên bản Early Access. Vô xếp tin trước. Âm thanh chắc tăng một tí. Vô phần đồ họa. Đồ họa thì nó có cái VC mình chắc hợp đi. Để dùng DLSS đó thì nó cũng phá như VC này, nó hiệu quả hơn này nhiều chứ không có tục cái mà tham input nữa. Cái này giới hạn khung hình chắc để 120 thôi đó, nó về 120 luôn rồi, khá lỗn rồi. Trước đây farm gate chưa anh không cần dùng kia đi, để vô tới thời gian đầu rồi sao bóng hả, bóng medium nghe mặc định đó, game play ta có ngôn ngữ Pháp, Đức, Anh, Trung. Đó là ăn chip chơi tay cầm chắc để cái này ha. Và game này game 2D ăn chip nó là sao đó. Cái này đá thông minh mà sao? Gu màn hình chứ không đâu. Hyper mode là chế độ hardcore. Không luôn. Rồi hiện tại khá đơn giản. Màn hình là ba nhân vật chờ. Ẩn FPS đi nào.
Tôi bật lên để coi game nó ổn định không. Đây là cái phiên bản mới nãy bấm vô coi thử. Tua level 1, Orc là không, Turtle Gun là 1. Chắc nãy load game thôi. Bây giờ bắt đầu chơi mới nha. Đây. Cái này xài trên cái file Steam của nó luôn nên là đang xài cái lưu trữ của nó đó. Mà nãy lỡ bấm xóa luôn, không biết nó có cạo đầu luôn á. Thấy nhân vật này mình chưa mở phá được. Nhân vật này có thể là súng rồi. Bối cảnh hiện đại nè. Em này em mặc hiện đại thì lại xài gươm. Em này thì bình thường nhưng mà công nghệ khá là cao. Có ba viên ngọt xung quanh với cánh tay giả. Hình như ba em này là một luôn cái gì á. Vô chế độ đa vũ trụ nó We created the multiverse in our hubris. Each world with a singular rồi. purpose serving the whole. The underworld, full of life, bursting with resources. Đa vũ trụ, mỗi vũ The trụ thì để overworld, có một đặc trưng orderly. riêng, một A cái để factory khai thác world nguyên liệu. with everything in its perfect place. The hyperworld, where science and art Chắc là spun tôi với out ba to nhân the vật ở limits ngoài of á, một cái inspiration. công nghệ, một cái thì kỹ thuật. And Prime, the center, Đây nè, em organizing it trung all. tâm nè. Prime, where we enjoyed what Nơi we để sống bought. và tận hưởng thôi. For a while, Cho đến khi but we lost mất control. kiểm soát. The hyperworld went first. Its citizens changed themselves beyond recognition into superior beings, the Ewer. The machines rose up and overthrew us in the overworld. Rồi mấy cỗ máy xâm And chiếm the được cư dân underworld luôn hết. fell into chaos, Thế giới ngầm ravaged by bị nguy hiểm, beasts, bị quái thú. grown to massive size by the Thì same nói life chung thì energies that had nhìn made mấy the con thiết world kế so đó giống fertile trong ma trận vậy. and so rich. What's happening now is worse. Without Prime to organize it, the multiverse fell out of balance. It's collapsing. A chain reaction that will destroy us all. Muốn giữ tình trạng cân bằng của It's mấy too cái đa late to vũ trụ stop. này. Our only hope is to control the collapse. To fuse the universes back into one Vậy là trước and mắt mình thấy save có what ba we vũ can. trụ rồi, chắc mỗi vũ trụ đặc trưng cho một nhân vật. Maya, you're the only one who can travel all four worlds fast enough to make it happen. Will you help us? Bốn vũ trụ đó. I will. Bốn vũ trụ mà hiện tại chỉ thấy có ba nhân vật thôi. Vì khả năng theo trailer nãy thì nhân vật thứ tư là do ba nhân vật hợp nhất rồi. Về vô game chứ gì? Đây. Tự nhân vật của mình đây. Bây giờ là nhảy là A. Lướt là B. Thì chiêu là chỉ Y là lướt lên. Để nó chữa qua quả cầu giá tốn hết cục pin với đó kìa. Này đánh. Đánh thì hiện tại chỉ có combo 4 cái này thôi. Mình đi qua trái qua phải thôi. Qua phải thấy cùng đường chứ đi qua trái. Gì đây? Con bọ đó. Đây là cái cổng dịch chuyển. Không có hiện chữ gì hết What rõ was that? I've... Hear me? There's... To the lens. Đi vô phía bắc. Đồ não phía bắc. Who is Nhanh lên. this? Who's... Explain. Just... Clear up the... Chiều I mình dọn haven't dẹp cái heard a con máy human phía bắc. voice for months. Được nhiều Maybe tháng I'm rồi chưa going nghe giọng crazy, được con but... người. Nó thật là điên If someone is up... Không biết là cái tiếng nói phát ra trong cái đầu mình hay là từ cái cổng teleport. Là tiếng đó giống tiếng máy móc hơn là tiếng người á. Này là gì? Là B. Để mở cái cổng là mở cái cửa. Để đầu. Cái gì đây? Quá vô nhiều quái quá vậy. Xáo láo luôn. Nó ra cái gì rồi? Đây là nhà thứ hai. À, đây là như là cái hộp của nó. Gọi tắt FPS để dễ dễ nhìn. Surfit 8. Con kia thì Surfit 2 thì ra không có đam luôn. Surfit là sao? Vẫn chữ như cũ ra cục đó thôi. Đây là cái cổng dịch chuyển như nãy nè.
mình có cái cổng bên trái, cổng bên phải, dưới này có đồ được không? À, cái thằng nâng bên dưới còn quái nữa rồi, nhảy xuống nó mất máu luôn rồi. Về lại còn đường đi nữa. Đi ạ. Chiêu thức thì chỉ có một đơn giản là một nút bom thôi. Chắc chưa anh lóc. Giờ gót xuống viên đạn này. Này là cái gì? Chưa biết chọn cái xanh hay vàng. Mình chỉ được chọn một trong hai thôi không? Tăng 30% bát đam. Những quái không phải là ưu tú sẽ có mà phát sáng lên trong một khoảng thời gian ngắn, mình đánh vô đó sẽ gây ít tạm cho nó. Còn này là phá cái phòng thủ của những quái. Những quái phòng thủ phá nó thì ăn đam. Không biết là cái nào luôn. Cái này giết nữa. Cái này giết quái thì nó mới tăng đam thời gian ngắn thôi. Sao có kiếm có cung nữa. Chứ chọn cái đầu thứ thôi. Rồi mình chọn thì sẽ vô đâu nó hiển thị lên. Trên đèn đường đó nè. Ba cái hộp ở cái cửa. Ở cửa này chắc để cho đường đi thôi. Được ba hộp. Phát đường rồi chắc nhảy xuống. Ba cái cổng. Tiếp thôi. Xong kiếm tay luôn rồi. Đây có đường đi xuống, một đường đi lên. Xuống trước đi. Gì đó gì đó. Chạy. Mà vũ xong kiếm à. Có khi đường trên mới là đường chính á, sợ bỏ sót cậu quay lên lại. Không biết quái nó có ghép màu. Đúng rồi, trên có đồ thì thật. Dạ, bắn bà phá luôn mà. Đây. Vì trên này chỉ có mỗi đồ thôi. Bây giờ gặp ba quái là mỗi con có một loại chiêu. Trên dưới gì cũng có đường nhanh, lại xuống dưới thôi. Điều đây giữa mỗi lần lướt là bao lâu ta? Khoảng 2 giây. Đấy, sống vậy. Hồn của bạn không tới. Đó có còn mắt. Cái này dạng giống chú bảy thôi. Nãy mà tự lao vô nó. Thank you.
nó đụng vô mình cũng mất máu nữa tao. Còn mũi vàng này chắc nó vàng như mình đó. Nó giống ốc mượn hồn. Đây. Quên con này hoài đó. Hết đường rồi, chắc xuống dưới thôi. Ủa? Thiết kế cái lỗ gì đó hả? Lừa đảo. Đi xuống đây mục đích để làm gì đó? Tiếp tục xuống. Đâm lao, quái theo lao. À, mình hay mua đồ mà. Berlin là tăng cái tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn. Cái này cái điều nãy giống như mình xài nè. Cái này chắc nó y, cái này chắc nó ít. Cái này đánh nhiều tại này thôi. Chọn sao? À, gà bê đi bua. Để động dịch chuyển ở dưới con đường nữa. Không xuống được ta. À, thiết kế map độc vậy. Rồi hiểu rồi, khi trên bản đồ có những cái khe hẹp hẹp, những cái dấu nhọn rồi đó, thì có thể lướt qua được. Có cái gì sáng sáng giống vậy? Phải không? Ngồi xuống mới lướt được. Rõ ràng có đồ gì giống, nhưng mà làm sao đi vô? Tôi muốn chỗ này thôi. Dưới. Đánh lên đàm à? Cái điều máu ít quá. Kêu bay lên đây chứ. Chuyện còn đường không? Chuyện hết đường. Có đồ không? Đây. Lên tăng hết. Đây là một gì á? 125 mình không tùy. Mỗi lần mình lượm được có 1-2 rồi. Con đó nó bị kẹt. Ai đọc tiếp. Xuống trước đi, lên sau. Nhìn mỗi cảnh thiết kế 3D ngộ ngộ kìa. Nhìn nhà anh đây, thấy nhà anh kia không? Bị kẹt cái nào. Những common không ạ? À? Thì đam giảm 10%. Trận chiến 50% gây vụ nổ là phi tia đựng đam lửa. Nổ gây ra đam lửa 10 đam. Hiện tại thì đầu game mình không có đam, mình rất yếu nên nó hơi chọn cái này.
chém tay nãy 41 rồi, bà nói có 10 đam, 50 trăm cơ hội, 5 đam. Vậy tính ra 5 trên khoảng 40 á. Tức là kích thêm khoảng là hơn 10 trăm tí. Đam nãy là 40 đúng không? 40 rồi với thêm 5. 10 50% mà 10 thêm 5 40 thêm 5 nhân 2.5 lên là khoảng 12.5% đâu. Là cái này 30% đâu. Nhưng mà mình phải dùng cái vũ khí đó giết con đó trong thời gian ngắn nữa mới tăng lên. Tức là đánh hội đồng mới nhiều, còn cái này thì cũng hội đồng luôn, cái chọn này thôi. Tại đơn giản không biết đâm lửa nó cho thôi. Chỗ này săn lướt qua được không? Mình có thể bấm vô cái gờ tường nè, nhưng mà xài lúc nào để nước cái gì đấy à, theo cái vị trí này thì có ít nhất là bốn cái chỗ, mình có ba cái chỗ để mình nhét đồ vô. Con này đâu ra vậy, 41 đạp thiệt rồi, sắp hết máu rồi. Không qua được. Chỗ này đấy là chỗ mình đi lên đây. Coi bản đồ con sao ta? Không có bản đồ toàn cảnh được. Đây, katana. Katana thì đương nhiên là phải chọn này. Vừa tốn tiền mua kiếm xong nên đấy, do mình vũ khí quá không nổi làm game thiệt. Ê, 1, 2, 3 chém gì giờ xuôi á. Thì còn cái gì không? Cái gì đây? Vô di chuyển không ta, còn cái hai hộp là cái gì không biết mà. Còn thứ này á, nó hiện cái gì ở giữa dưới kìa, trong vòng phán kiến kính 5 mét nó nổ cái gì dưới con đường đó ta. Đường này chưa đi. Bắt tự nhiên solo giờ xua đấy, bự quá vậy, nó dựng cái đó là mình không có lướt ra được luôn, phải canh cái tầm mình nó bỏ cái ra mình mới lướt được. Nhưng để đánh hàng quá thì mất máu chơi vậy đó. Cái chỗ này có lý thuyết để lướt qua được nè. Né kìa. Còn 6 máu rồi, lan quạng mình đi luôn. Báo bạn ơi. Cái này gây 100 đam nhớ kẻ có quái trên màn hình. Đây. 55 máu cho cộng. Ủa. À cái dưới là cái nút trên bàn phím. Đó, bấm nút lên nó xài, con này bấm nút xuống. Vậy là nãy bán kính nổ 5 mét là bấm nút xuống rồi đó. Không dịch chuyển gì đây, tôi dưới một cỗ máy cùng nữa. Nói chữ con nghèo quá,
We are superior beings. Thấy không? Let the machine stand with the giver. He will not be controlled by your kind again. Hai con này hứa là không làm hại mình. Ủa? Nó là cái tàn hồn hay gì? Có khả năng đi đến cửa qua nó khoan được. Có cổng dịch chuyển đây mình có thể quay lại bất cứ lúc nào muốn. Chém vô cái lưỡi nó không được nữa. Này sao nhảy chưa được cái đó. Làm sao để có thể vừa lướt mà vừa chui đó được. Rồi thứ setting nút ra. Dash zoom BGT Q những cái đặc biệt. Tôi gắt từ nó dash zoom là B AB này thôi. Bó tay à? Nghĩ lướt thì nó chỉ gì thôi, còn lướt nhảy thì nó là cái gì? Camera. Nhấn hai cái cùng lúc thì nó là cái gì? Rồi chịu thôi. Còn chỗ nào chưa đi không? Ở trên vẫn còn đường à. Nên đi tiếp trên Huy quay về đây đó. Tiếp tiếp đi, bên trái nó còn nhiều đường lắm. Cái này là chỗ mua đồ, mình có thể quay lại mua bất cứ lúc nào. Bắt vô bờ nó có vẻ là tiện. Tại vì nó không có tốn quá nhiều thời gian. Chỗ đó nãy mình bỏ ghi giường mới mua. Mình dịch chuyển đây, sao cái giống đầu quá vậy. Làm sao? Hồi máu, ở cục hồi máu như thế này thôi, chạy đi. Không chạy được. Rồi à. Delay dữ lắm. Này loot nguyên lúa hả? Nguyên cao hơn tí nè. Còn đó trên đó là xong đánh. Bỏ đây các bạn. Cái này cũng như cây kia mà power nó là 5 cao hơn tí. Vì nãy anh bỏ vũ khí bên kia không nhặt thì qua đây cũng có thể đền bù dưỡng khác. Nãy giờ không thấy nổ 10 năm nữa. Rồi chưa gì mất 3 máu. Vừa nãy giờ đánh khó chịu.
mở cửa này. Để gì sau này mình tay ra mình đi qua nó dễ dàng hơn thôi. Đây có một cái cổng dịch chuyển mà như vậy. Cái cổng mà xuyên vũ trụ không phải dịch chuyển. Vậy là qua đây con cóc hả? Qua đây để thấy được cây katana đó thôi. Như hình này là hết đường rồi đó. Tôi không chơi game 2D nhiều, nhưng mà cơ bản nãy giờ thấy game khá là hay. Thực ra thì chưa có điểm gì nổi bật á, chỉ có mấy cái cơ bản là chạy nhảy chém nước thôi. Qua đây thì đồ họa nó đẹp hơn cái nãy. Hình như dưới có cái gì á, không có điểm gì chuyển à. Quái mới, mấy con đầu chắc để tham khảo thôi. Ây, quái này trâu cái gì? Bây giờ nó bắn độc 8 đồng. Mình còn dính độc thời gian nữa nhé. Nó quay mặt rồi, nó bị đóng băng luôn rồi. Thấy không? Locked on. Finally. Maya. Listen, my name is Maya. I'm your counter self. The version of you that lives in Prime. I'm working for the engineers. There's an emergency. You're with the engineers? Nó là một kỹ sư. Actually real? Look, if you can get me out of here, I'll help with it. I'll explain as we go. It's about the whole multiverse. First, we need to get a device. A lens. Cứ kêu từ từ giải thích. Cái này lên được không ta? Lên được nhưng phải đi đường trên. Mình có đồ mới nè. Tăng máu 25 mà máu mình chắc tăng lên 100 tròn thôi. Đó. Kiếm mình có đóng băng có vẻ khá là ngon. Mới rớt xuống. Cái méo được ta. Quay mặt ra đi. Cái con này thì dễ thấy hơn cái con có cái lưỡi. Cái kiểu đánh đóng băng này báo quá không. Rớt độ nè. Nó sẽ thay thế cho cái kêu kia của mình. Cái kêu này kêu lửa. Nằm phù hợp lấy đi. Thử rồi. À, tốn năng lượng nhiều hơn. Ma vũ song kiếm. Giờ xua lên kiếm lửa. Đây. Có hai điểm dịch chuyển. Người của phòng bản thiệt à. Cộng 50. Khi lướt mà ít tấn công địch, lướt thì sẽ gây đam mà. Thử rồi. Trên có đường. Mới thấy đường trên nhưng mà cao dữ lắm. Gì đây, gì đây? Đúng rồi hả? Nó mở luôn cái cổng mà dịch chuyển ở giữa mình luôn. Hết máu rồi bạn ơi. Nói chung ở bộ kêu này nhiều quá. Đèo tê với nút xuống.
thiết kế gì phải có đường lên đó. Thôi trừng phạt một cái đám kia trong vòng MG 5m ngon hơn. Không biết trên đó có gì không? Nhớ màn hình nên cũng không được á. Thầm mình xài chút xíu là chó nó cắn rồi. Rồi còn 13 máu rồi. Cái này thì tầm nó rộng hơn. Đổi đi. Lưỡi hái à? Cái gì? Quăng vũ khí luôn đó hả? À. Được. Nhiều quá bạn ơi. Trời. Ôi ôi ôi. Chống băng á. Trời ơi tạo cái vòng không. Không biết cái đầu nó quay ở bên nào luôn. Đánh không đã bằng kia Katana. Mình đứt ra sao nó vẫn dính đau. Mình để coi chết rồi đuổi gì không. Đừng nói chơi lại từ đầu nha. Mở được cái cổ giới với anh Bóc nhân vật ở giữa. Gì đây đó, vô phải có cái gì. Oh, I'm sorry, I just... You look so much like đó, her, nó nhìn thấy một phiên bản của mình ở thế giới khác different. Wow, I'm sorry, that was rude of me. I'm Sindara. I'm Altara. Đầu não của cái trung âm Trinity á, chắc mình đi gom she mấy cái đó like về để sửa. Sister á. Sister á. Sister á. Oh, what? That's Maya. She's the voice in your head that you probably heard right now. Vậy là cái giọng nói nó đi thẳng vô đầu mình chứ không có qua cái cổng dịch chuyển. She's not dead. Her body is in stasis while she links with you. Have you heard from her? Is she all right? Chưa chết. Yeah. Giờ cách cảm thôi. She seems kind of shocked about seeing herself in there. Ủa? Đây nâng cấp đây. Chỉ cái cục xanh xanh nãy mình lụm để nâng cái này đây. Hiện mình có 6 cục tròn và 2 cục vàng à. Dưới 25% HP thì kết thúc màn, qua màn sau sẽ được 25% HP. Tại màn này chắc là cái cổng dịch chuyển như nãy mình mới đi qua. Giết. Tăng 10 máu lúc bắt đầu, 25% đam kháng. Em giảm 25% đam phía dưới 25% máu. Cái này cháu phải chết nhiều lần mới mạnh được. Đi đâu ở đây? Viên tròn dưới đó hả? Cái này là đau. Up rồi lên. Up nữa được không? Không. Đi lên xuống thôi. Who's that? Trời cái giọng. This one's not an enemy. He's Kara's friend. She'll have to translate for us. Nobody else understands what he's saying. Đâu hài hiểu nói gì rồi. Đép chắc nhát con này vô cho nó chưng nhà. Biết nói rồi bạn nhưng không biết nó nói gì. Đấy ơi. À, không can thiệp được. Who is that? She looks like another ewer. Yếu quá. Cao cái gì? 2, 4, 6 tay. Ông tính giờ 4 cái tay rồi, cái kia là 2, you. Phần 2 mảnh nữa. What are you staring at? Được thấy Ewer bao giờ before. I'll have you know I've been working here longer than you have, young lady. So why don't you show... That's particle charter Nilim yet. She defected to our side a few years ago. She's always like... Thích bị ngược à? See ya.
mình lại đi đâu làm gì nó dòm theo vậy, là mình xuống đây đi vòng là coi mấy con đó thôi. Rồi ok, chỗ này là như cái bay nâng cấp của mình nhé. Giờ lên đây. Gái rồi, gái rồi. I've never seen so many books and records intact in one place. Excuse me. Oh, you must be Altara. Bạn này không well, biết mình anh ta. Yes, I'm the Citadel's record keeper, Ciri. One would hope there would be a reasonable number of records here. Not right now. Chắc hỏi tiền hiếu cốt chuyện thôi. Not with that. Ada. Đây là cổng đi nè. You must be Altara. Welcome to the Citadel. I'm Director Raylan. You must have an immensity of questions. Please, look around. Avail yourself of our hospitality. No one... Tại sao? Tất cả kỹ sư đều nói mình. Rồi thử phát nữa. Mấy game này phải coi mấy cần thủ trình cao cao múa. Chứ như tôi là cá phế. Hồi đầu game nãy mình đi từ phải qua trái, giờ trái qua phải hả? Chứ giống que nè. Trên cũng không có gì luôn. Người chơi Mia gì đó là chắc thế giới tự tạo. Vũ khí của mình cũng kháng nữa kìa. Cái kiểu của mình cũng khác kìa. Mà thằng chơi vẫn dạy anh cũ rồi. Now that you can hear me, let me explain. The multiverse has been unstable for a while, and it's getting worse. Maybe you've noticed the effects in the underworld. Bên chơi mà nó nói. Underworld? Sorry, that's just what most people call your universe where I'm from. It's technically called. No, it's perfect. Every year it gets worse. Creatures have been getting stronger, more dangerous. Quá giật cái mạnh này nguy hiểm hơn. Tám cục à. Đây là cái năng của mình. Phải mình ấn này chưa ta? Đây, lấy hút máu đi, 100 à. Anh già như tôi hết cần. Đứng xa ra mới ra sau lưng được chứ bạn. Come on. Rồi bước lên sau lưng nó rồi. Thấy con nó chui qua được ra tường. Có chuyện này gì? Cầu băng thôi. Cái chú ý mình là gì? Không, chỉ số nó có hơn gì đâu. Mà lấy thử ra. Không có cái khác biệt luôn. Bây giờ ở trên còn đường. Đường hộp nữa nè. Hộp nữa là mình có thể nâng cấp rồi đó. Bị đóng băng luôn rồi. Bá vậy. Bá là mình chơi với gà cũng như không. Đi tới chút nữa anh đi mạnh. Katana, katana này đam mạnh hơn tí nhưng mà tầm nó lại ngắn hơn. Plasma chứ. Thử luôn đi. Trăm điểm nữa. Để nâng cấp một chút. Ủa? Chỗ này đường thẳng mình đi qua mà. Thử đi dưới rồi. Đóng băng.
Mình đam hiện tại 17. Giống cái đường nãy mình đi quá vậy ta. Đóng bạn được con đó rồi. Bỏ tay luôn, nó gọi nó sao đánh. Giống cái chỗ mình đi qua nãy. Mình có thêm mấy cái hộp mới cũng được. Chỉnh gì? Cái điều nhanh hơn, nhưng mà tầm ngắn hơn. Đi có đường không ta? Bên phải vẫn còn đường nữa. Cái đóng băng hơi bị bá đó, không tốn nhiều điện đó chứ, không tốn nhiều điện chứ. Cái chiêu cùng lửa nãy, chiêu đó là đam mà đánh vô mấy con đứng yên. Thiết kế hiệu ứng hoẻ không? Này đánh bên trái mình đi qua đấy không đó? Không hết đường rồi, dưới cũng hết luôn rồi. Chỗ này nhìn quen quá vậy. À, hồi nãy nhảy chỗ kia mình không có đánh vô hay gì, cảm thấy có độ chỗ mà cứ lướt lướt cái kiểu gì. Đây đi làm không? Ê. Sao trưởng gì đó, trưởng không băng mất biết nhiêu thời gian. Thử ra. Đây còn đường nữa. Quá giật cái bao nữa kìa. Hay nó bò từ dưới lên. Hết đường rồi. Ê. Độc phòng cái khác hả? Gà gà lấy hồi máu đi, lấy mấy cái kia có không nhớ thì xài.
Chưởng ai? Vẫn bị mất máu. Con nó hít bóc nó to quá. Đang rút ra sau lưng lướt quá. Mình nên cấp cái vũ khí mình cũng lên đó vậy. Đây. Cảm giác như bên phải của đường á. Chị con dưới bắn rồi chưa? Sáu mươi chín lắm, đam 69 là khá mạnh đó nha. Mình chém tay mới có mười mấy à, nhưng mà cái băng nó lại cần thiết cho đánh cá nhân thôi. Tăng tốc độ di chuyển thời gian ngắn 132 đâm 16,30 kia anh. Nó có hiệu ứng là điện nè. Này trừ 3 chân nguyên nhằm giảm lực lý, tức là đeo duy như dao hai lưỡi vậy. Mà đam nó gấp đôi rồi. Ờ, gì được. Cái chỗ này mình sót rồi. Cái chỗ này vẫn không biết đường xuống. Theo như cái hướng này ở trên bên phải vẫn còn đường đi, đi tiếp hết đường đó. Mình đó cổng dịch chuyển mình hay quay về rồi. Ủa chỗ này chỗ mình đi qua đầu game nè. Đây bật thuộc. Mình 57 máu hả? Đi hết từ trên đi xuống. Trăm mốt máu nè. Lâu lâu nó hồi được ít máu. Chuyển cái đạn đạo của quân địch thành máu trong một thời gian ngắn, tức là mấy con bắn nhanh mà mạnh mạnh đó, mình bật cái này lên thì khi mình hứng cái đạn đạo vô có thể thành máu. Nhưng mà cái lúc này nó xài thêm fuel nữa là nút xuống, cái đó là không quen khó lắm. Tạm thời lấy cái này để nâng đi, có máu nhiều xài cái đó.
Quay về hết ta, có gì mới không? Ở dưới như có đường, bên phải này có chỗ nhảy. Chưa kịp đọc xong nữa. Rồi, né không được. Mất 10 máu sai lầm. Đây gầy nè. Mới thấy lần đầu á. Đam nổ. Bị thương thì sẽ nổ đam ở xung quanh. Gây 15 đam. Giết hết cho mỗi 100 tiền có. Tối đa là 1000 tiền thì được 10%. Giết một quân địch thì tăng được tốc độ di chuyển đấy. Đây. Đây mét nữa đó chứ. Quái không nặng thiệt. Bên đây là một cái cục vàng. Thôi lấy tài nguyên thôi. Mở cửa ra. Đây là hoa màng luôn. Đụng ta. Mỗi bài mỗi khác luôn. Đây là thế giới tự động phổ nhiên. Vừa chỉ chơi mấy hai lần nên không rõ. Cái dưới 15.4. Đứng đi. Trời đi tới đây rồi. Có nè, không bị đánh băng hả? So, this lens that we're going to, it's supposed to fix the problem? Save the multiverse? It's part one of the process. It will focus energies that are just for function. But we need to get a lens and a harmonizer in every world, not just this one. The harmonizers are all parts of a single process. Máu nhiều quá. Tím tím đó là gì đâu? Nhiều, nhiều yếu hơn nhiều. Xác luôn. Lướt đầu tiên rồi. Trời. Cùi. Quá cùi luôn. Thôi
này thì chơi đến đây thôi, chủ yếu cho biết game 2D, chứ cái con cái của tôi là không đủ linh hoạt để chơi mấy game này nổi đâu. Và còn muốn chơi nổi thì chắc phải đi rất rất nhiều lần để nâng cấp. Bây giờ cứ vô nâng cấp phát rồi. Đây, em đánh muốn chết mà chị nằm chị ngủ sung sướng dữ không. Hiện tại thì chưa có nâng cấp nào thực sự là mạnh đó anh. Cái này thì gà gà thì cần thiết nè, nhưng mà gồ gồ chứ không cần đâu. Cái số bên phải là cái số gì ta? Active Arrest mình lót 0/20 à, tức là cái những cái số bên phải đó có khả năng là mình cộng không quá 20 hay gì. Nhưng mình tốn 10 tài nguyên mình nâng đó nè. Còn cái bên phải là 3 là giá trị 3 đó, cộng vô số 20 bên đây, tức là 3/20. Đúng rồi. Đúng rồi đó, vì mình còn 17 nữa, tức là không thể nâng cấp vô tội vạ được. Trong cái nâng cấp mình có thể nâng lên đó nè. Vậy nãy biết gì nâng máu đi. Trong cái nâng máu mình có thể cộng máu 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 lên. Rồi mưa lớn quá. Hiện tại thì hôm nay chơi game này thử lên đây thôi. Có gì đợi để tôi nó cài nhiều nhiều tôi lấy cái sếp của nó chơi cũng được. Và tiên thể thì còn con game này thì tôi mới muốn tập trung chơi nhiều nè. Có cái tay cầm liền đó. Này, còn một con game nữa là con game tên là Saturn Man gì đó. Chữ gì tiếng Anh mà nó chói nền quá. Đổi hình nền cho dễ nhìn đó. Đây đây. Này nó sao đâu phần. Sau phần quen mi phai thì con game lần trước tôi đã wishlist rồi, cũng giới thiệu trên cái video mà game tháng 4 rồi, thì một con game 2D trên bay hiệu lực chứ thôi đó, trông có vẻ khá là chuyển vọng á. Mấy game này không cần tay chân nhanh nhạy như game nãy. Sở thủ sáu đàm bà đàm xuống ống. Anh em là chơi ít cơm thì chắc không biết mấy thể loại này nhiều. Ít cơm nó 3D, con này 2D thôi. Thấy có khá nhiều lát ấn tượng này. Đó. Thì đợt sau thì chắc sẽ chơi game này tiếp theo. Hiện tại nó có bản demo, giá game cũng khá rẻ nữa. Anh em nào mà có nhiều người muốn cùng thích chơi này thì có thể góp tiền vô như mua chung một mạc rồi share với nhau chơi cũng được. Như tôi đang làm vậy đó. Có hẳn khoảng là 2-3 người đam mê con game thì mua vô share cho anh em cùng chơi. Trừ phi mấy con game mà chơi quá thường xuyên với liên tục nhiều lần thôi, thì còn lại mấy người khác thì thi thoảng chơi game khác trong lúc mình chơi game này cũng được. Rồi hẹn anh em lần sau chơi game này thôi.